Rồi, trại bò giống Vinh Nguyễn, em ăn thích Vĩnh Long, xin chào cô chú chị và các bạn nha. Hôm nay trại bò có về một cái lô bò đực và một cặp cái tơ huyết nha. Cặp cái tơ về cô chú chị giao tin liền luôn. Bò này nằm 17 18 tháng rồi. Siêu lực nha. Kem này kem độ. Mặt vỏ nó. Hai con một cỡ luôn, xương rất là to luôn nha. Cái này mình để nái là hết ý luôn á, cặp cái tơ nằm 17 tháng, 18 tháng. Nó lên giống một nước rồi, này nước sau là mình gieo là được. Đây, mông đùi rất là đẹp nha. Cặp bò này 40 triệu. Hai con một cỡ một luôn. Bắt con nào bắt. Đùi đích xương hết ý luôn. Thì mẫu này mình cấy 3B cái nữa ra là hết ý luôn. Cặp cái này xương hết biết lớn luôn. Mẫu bò này mẫu bò giống đẹp để ra để giống nhà đi nấy nha. Bò này tiền thịt là 38 triệu luôn, cho cô chú anh chị biết cái giá tiền của luôn. Nếu mà bò này bằng thịt là 38 triệu cặp bò này. Nhưng mình bán bò nuôi về để giống thì phải cao hơn con triệu nha, là cặp này 40 triệu. Cô chú anh chị cần bò về sinh sản thì bắt cặp bò kem nè. Cặp này nó lên giống một nước rồi, nhưng mà chủ nhà ta chưa cấy nha. Đúng hai mấy ngày sau là cô chú anh chị cấy tinh luôn, bao luôn. Hốt hồn nào lấy lực. Cặp này 40 triệu nha, cặp cái sinh sản. Cặp cái tơ nha. Con 16 tháng, con 17 tháng. Chân móng của nó đẹp. Rồi cô chú anh chị thấy thích thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn, Mang Thích, Vĩnh Long nha. Ừ, có một con được 3B lỡ luôn. Con này nằm cũng 16 tháng luôn. Con được 3B này 28 triệu. Mẫu này mẫu xương cối nha. Cái này mình dỗ khoảng 6 tháng, 5-6 tháng là tới thịt luôn. Mặt vỏ này. Con được này 28 triệu. Con được này 28 triệu nha. Cô chú anh chị xài được 3B dỗ béo thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn, Mang Thích, Vĩnh Long nha. Siêu lực. Điện mua bò. Còn dài rất là to nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thành công. Nay về bò đực rất là đông luôn nha. Cô chú anh chị tới lựa bò thoải mái nha. 60-70 con bò đực đẹp. Cái anh gút mà gì bò lực lực đi con đi lên chú dùng dây đi chú dùng dây đó đi à đi tới cả siêu lực về trại Vinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.